Rồi đây 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 là các bạn ơi, nè mình quay gần các bạn coi, đây là những con ốc cỏ nè các bạn, ốc cỏ mà nó lẫn nó dính trong bèo nè. Đây là mình đi vớt bèo về, mình chuẩn bị mình nuôi bèo để mà nuôi ốc, mà mình vô tình mình phát hiện được là có ốc cỏ này nè, đó, quá trời nhiều luôn nè các bạn. Rồi Rồi, mình chào các bạn, hôm nay đến kênh Ngọc Vũ Bi Đốc các bạn. Bạn ơi, hôm nay mình vớt bèo về mình chuẩn bị nuôi ốc các bạn. À, mình phát hiện ra trong bèo này ốc cỏ quá trời luôn các bạn ơi. Nè. Ốc cỏ nằm trong đây quá trời luôn. Bây giờ cho nên là giờ mình lựa ra, mình lựa ra để mình nuôi riêng ở ngoài. Còn bèo này thì mình thả vào trong ao nha. Đó. Mình nuôi trong ao để mà nó đầy cái màu mình nuôi ốc bu đen. Quá trời luôn. Nói chung là ốc cỏ này thì cá rùa mê lắm đó các bạn. Đó. Các bạn xem mấy clip mà của người ta, chứ mình thì mình chưa có đăng vào mấy loại ốc này. Cá rùa cho gà cho cá các bạn mà mê lắm. Mà quá trời bên đây nè các bạn. Giờ mình lựa ra một mớ để mình nuôi. Mình đi kiếm quá trời luôn không có, mà cuối cùng là mình vớt bèo rồi mình nuôi cuối cùng lại có. Đúng là hên, quá hên luôn. Nằm nằm trong bèo nhiều lắm bạn ơi. Nó bu theo vô rễ rồi, quá trời nè. Nhỏ 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 luôn. Quá trời rồi. Không hỏi mình coi cái clip của bạn kia đăng lên rồi không? Rồi mình hỏi, mình tính hỏi giống mình mua giống ốc cỏ, mà bạn kia nói là mình cứ đi tìm đi là người ta không có bán. Đó. Mà vô tình hôm nay mình vớt bèo về cái là mình có được rồi. Đã luôn mọi người. Giờ mình lựa ra nó nằm kỹ lắm, nó nằm sâu ở đây luôn rồi. Con nó không đẹp này. Bạn thấy không, này đó này. Cái phần này các bạn, này mà mình thả này mốt của nó cũng sinh sôi nảy nở đây luôn đó. Mình sẽ gầy giống luôn bể nè bạn ơi. Nè, quá trời nè. Mình đổ đây. Ở khu mình không có, mình bắt ở mình vớt cái bèo ở bên Bình Chánh bên đó bạn ơi. Chứ ở Củ Chi mình không có loại ốc này. Không có bèo luôn. Để mình thả vô.
Rồi đó, mình nuôi, mình thả đây mình nuôi nữa bạn ơi. Mình giờ mình đang vô nước cho nó nhiều thêm xíu. Nè, cảnh này bạn thấy không, nó nổ quá trời kìa, nó nè bền bồng quá trời luôn. Rồi video mình tới đây kết thúc các bạn. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi để bữa hai nữa cho ốc nó lớn á, mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi chào mừng các bạn nha.